Tiếp nối chương trình thời sự tối nay, kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam đối với phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14 tháng 3 và tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17 tháng 3 về vấn đề Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế, cũng như có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 -Encraft. Trong một diễn biến ngày hôm nay, thì Philippines đã cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc chặn tàu tiếp tế của nước này và làm hư hại con tàu ngoài khơi bãi cỏ mây nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong một tuyên bố, quân đội Philippines cho biết, tàu tiếp tế UM-4 bị hư hại nặng nề do các vòi rồng liên tục phun ra từ các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Philippines cho biết tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines trong một tiếng và đã có va chạm trong thời gian đó. Quân đội Philippines công bố một số video, trong đó cho thấy một con tàu màu trắng dùng vòi rồng bắn vào một con tàu khác chạy dọc theo nó. Trong video khác, hai tàu màu trắng cùng lúc phun vòi rồng vào một con tàu. Một đoạn video thì cho thấy một con tàu trắng có ký hiệu lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc băng qua mũi một con tàu màu xám, sau đó được xác định là tàu tiếp tế UM4 của Philippines. Manila cho biết các đoạn video đều được ghi lại vào sáng nay, trong lúc tàu UM4 đang trên đường đến bãi cỏ mây. Một tàu hộ tống của Philippines đã được điều động đến để hỗ trợ tàu UM4. Về phía Trung Quốc, người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Ganju cho biết tàu Philippines đã xâm nhập vào khu vực bất chấp sự cảnh báo của phía Trung Quốc. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm qua các tay súng đã tấn công địa điểm hòa nhạc trung tâm mua sắm Chorus City ở phía tây bắc thủ đô Moscow của Nga. Một vụ nổ đã làm rung chuyển tòa nhà, gây hỏa hoạn và thương vong lớn. Tổng thống Vladimir Putin sau đó đã gửi lời chúc những người bị thương mau hồi phục sức khỏe. Phát biểu với phóng viên hôm nay, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết, chúng tôi cùng với Bộ trưởng Y tế Mikhail Mubrasko đã báo cáo với tổng thống về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân. Tổng thống chúc tất cả mọi người hồi phục sức khỏe và gửi lời khen ngợi đến các bác sĩ. Trước đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong những phút đầu tiên của vụ việc, tổng thống Putin liên tục được cập nhật thông tin và ông đã đưa ra các hướng dẫn cần thiết. Về diễn biến vụ việc theo thông tin mới nhất, việc sơ tán nạn nhân khỏi hiện trường đã hoàn tất, tổng cộng hơn 60 người thiệt mạng và 115 người phải nhập viện. Theo Bộ trưởng Y tế Mikhail Murasko Công việc chính về chăm sóc khẩn cấp đã hoàn tất, các bác sĩ đang ổn định tình trạng của bệnh nhân và tiếp tục chữa trị với người được đánh giá là nghiêm trọng nhất. Hiện máy bay trực thăng tham gia dập tắt đám cháy ở trung tâm Rocker City đã hoàn thành công việc, hơn 320 người và hơn 130 thiết bị tiếp tục làm việc tại chỗ. Hãng tin Interfax cho biết, cơ quan an ninh Liên bang Nga đã thông báo với tổng thống Putin rằng 11 người đã bị bắt giữ, trong đó có 4 người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Trước đó, trong tuyên bố đăng trên Telegram, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Theo hãng tin AFP, một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về văn bản mới kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza sẽ dời lại đến ngày 25 tháng 3. Diễn biến này xảy ra sau khi dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất bị phụ quyết. Các nguồn tin ngoại giao cho biết nghị quyết ngừng bắn mới dự kiến được đưa ra bỏ phiếu hôm nay nhưng sẽ lùi lại để thảo luận thêm. Theo hãng AFP, dự thảo yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong tháng Ramadan dẫn đến lệnh ngừng bắn bền vững vĩnh viễn. Tám trong số 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an đang nghiên cứu dự thảo, trong đó cũng kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin bị phong trào Hamas bắt giữ và dỡ bỏ mọi rào cản đối với viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour đã bày tỏ ủng hộ dự thảo trong khi đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield phản đối khi cho rằng dự thảo sẽ gây nguy hiểm cho nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm đảm bảo việc thả con tin. Hôm qua Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ khởi xướng, trong đó ủng hộ lệnh ngừng bắn lập tức và lâu dài trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã kêu gọi tiến hành điều tra về đoạn video do máy bay không người lái quay được, dường như cho thấy một cuộc tấn công của Israel nhằm vụ dân thường ở giải Gaza. Ông Fahanha, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Tổng thư ký vô cùng lo lắng trước đoạn video cho thấy bốn người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Gaza. Ông kêu gọi cuộc điều tra kỹ lưỡng, độc lập và đáng tin cậy về sự việc này. Ông Guterres nhấn mạnh tất cả các bên xung đột phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bao gồm nguyên tắc phân biệt, tương xứng và thận trọng trong tấn công. Đoạn phim mà hãng tin Al Jazeera thu được cho thấy bốn người đàn ông dường như không có vũ khí đi trên đường. Một máy bay không người lái của Israel tấn công họ. Hai người thiệt mạng ngay lập tức. Một người đang trốn thoát vì bị trúng đòn tấn công thứ hai. Người còn lại bị tên lửa bắn trúng. Al Jazeera cho biết vụ tấn công diễn ra vào đầu tháng 2 sau khi Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Israel thực hiện mọi biện pháp để tránh hành động diệt chủng. Al Jazeera xác minh vụ tấn công xảy ra ở Khan miền nam Gaza. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom hôm nay cho biết, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhắm vào ba cơ sở lưu trữ vũ khí dưới lòng đất của Houthi tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen trong tuyên bố trên nền tảng x sencom cho biết các cuộc tấn công của lực lượng mỹ nhắm vào cơ sở được houthi sử dụng để đe dọa và tấn công tàu hải quân mỹ và tàu buôn quốc tế tại biển đỏ sencom cho biết thêm trong động thái tự vệ mỹ phá hủy 4 máy bay không người lái uav tại khu vực do houthi kiểm soát ở yemen cũng trong tuyên bố sencom cho biết trong lúc mỹ tấn công uav của houthi lực lượng này cũng đã bắn 4 tên lửa đạn đạo chống hạm từ các khu vực do houthi kiểm soát ở yemen về phía biển đỏ không có thương vong hay thiệt hại nào báo cáo theo Sencom, các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở của Houthi là cần thiết để bảo vệ lực lượng của mình, đảm bảo tự do hàng hải và khiến vùng biển quốc tế trở nên an toàn hơn. Thưa quý vị, phát biểu tại Học viện Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản ở thành phố Yokosuka hôm nay, Thủ tướng Kishida Fumio cam kết sẽ tăng cường khả năng răng đe quân sự của Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Trong bài phát biểu, ông Kishida đã gọi 4 năm qua là thời kỳ hỗn loạn đối với toàn thế giới, một phần do đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng Ukraine. Đồng thời, ông cho biết Trung Quốc đang tăng cường hoạt động quân sự để đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và nhấn mạnh Nhật Bản đang ở trong môi trường an ninh khó khăn và phức tạp nhất của thời hậu chiến. Ông nói, chúng ta sẽ ngăn chặn tình huống khẩn cấp cũng như các mối đe dọa đối với đất nước chúng ta. Theo ông, chính phủ đang hướng tới tăng cường khả năng ngoại giao và quốc phòng để duy trì hòa bình, cũng như sẽ đoàn kết để đạt được mục tiêu của ba văn kiện quốc phòng quan trọng, trong đó, có chiến lược an ninh quốc gia cập nhật vào tháng 12 năm 2022 nhằm tăng cường khả năng phản công. Tham gia buổi lễ còn có Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara. Ông Kihara cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác với Anh và Ý để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo với vai trò làm trụ cột của sự ổn định thế giới. Thượng viện Mỹ hôm nay đã thông qua dự luật chi tiêu nhằm duy trì hoạt động cho các cơ quan liên bang của chính phủ cho đến hết tháng 9. Đây được coi là động thái hiếm hoi về sự đoàn kết giữa các đảng để ngăn chặn chính phủ đóng cửa. Sáng nay, các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua dự luật tài trợ trị giá 1,2 ngàn tỷ đô la Mỹ đã được Hạ viện thông qua trước đó một ngày, nhằm giúp các cơ quan chính phủ duy trì hoạt động. Các thượng nghị sĩ cho biết thêm, tuy Thượng viện đưa ra quyết định sau thời hạn nửa đêm ngày 22 tháng 3, nhưng về cơ bản dự luật vẫn được tính là thông qua thành công. Lãnh đạo phe đa số dân chủ tại Thượng viện Trúc Stromer cho biết, Tuy cuộc đàm phán không diễn ra dễ dàng, nhưng sự kiên trì của các nghị sĩ đã có giá trị. Trước đó, các thượng nghị sĩ đang chuẩn bị hoãn lại bỏ phiếu do các mâu thuẫn về việc tài trợ cho an ninh nội địa. Nếu dự luật không kịp thời được thông qua, chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa do không đủ tài chính, gây ảnh hưởng đến khoảng 70% các cơ quan ban ngành. Mùa xuân ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến cuối tháng 5. Mùa xuân không chỉ mang đến sự ấm áp cùng tâm trạng tươi mới, mà nó còn là thời điểm lý tưởng để mọi người có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp tại xứ Kim chi. Bên cạnh những loại cây biểu tượng cho mùa xuân như anh đào, cải dầu hay đổ quyền, thì không thể không nhắc tới san suyu, sơn thù du với sắc vàng rực rỡ. Lúc này mùa xuân đã bắt đầu ở Hàn Quốc khi tại các ngôi làng ở quận Gugye-gun, tỉnh Jeollanam-do, san suyu đang nở rộ. Loài hoa này thường nở vào giữa tháng 3, nhưng do biến đổi khí hậu, hoa nở sớm hơn thường lệ trong 3-4 năm gần đây. Năm nay hoa nở sớm hơn khoảng một tuần, từ ngày 9 tháng 3. Du khách khắp mọi miền đất nước tề tụ đến đây để chiêm ngưỡng những bông hoa San Suyu nở dọc bờ sông. Chị An Yung Yin, du khách từ Seoul cho biết, Thành thật mà nói tôi muốn ngắm hoa anh đào nhưng không có một bông nào nở. Nghe nói hoa san suzu nở rộ nên tôi đến đây. Màu vàng rực đẹp đến khó tin. Tôi sẽ tận hưởng niềm vui cùng gia đình. Chị Paes Dorsim, du khách từ Yeoji, cho biết Năm nay thì làng San Suzu vẫn đẹp như lần tôi đến thăm năm ngoái. Tất cả đều bừng lên sức sống mới. Xanh Suzu mang biểu tượng của hy vọng và sự kiên cường trong văn hóa Hàn Quốc. Hoa xanh cũng gắn liền với tuổi thọ và sức khỏe. Mặc dù năm nay nở sớm nhưng hoa San Suzu nở lâu hơn các loại hoa khác, nên du khách có thể tận hưởng những làn sóng vàng này cho đến đầu tháng 4. Đây là bước khởi đầu để cảm nhận không khí mùa xuân bên trong những bông hoa nở rộ ở làng San Suzu.